Trang web đặt phòng khách sạn Agoda vừa công bố danh sách thắng giải thưởng thường niên Agoda Gold Circle Award lần thứ 14. Thái Lan lần thứ tư liên tiếp giữ giữ vị trí đầu bảng xếp hạng và Việt Nam vẫn giữ vị thế top 10. Dù vẫn duy trì trong top 10 của giải thưởng, nhưng Việt Nam đã tụt hạng so với kết quả lần thứ 13 được công bố vào cuối năm 2021, khi đó Việt Nam đứng ở vị trí thứ 5 với 176 đơn vị khách sạn đạt giải, nhưng lần này tụt xuống vị trí thứ 10 và chỉ còn 90 đơn vị thắng giải. Đây là danh sách những khách sạn có giá vừa phải và sẽ được vinh danh trên trang web chuyên đề của Agoda trong tháng 12 cùng với biểu tượng giải thưởng Gold Circle Award và tính chỉ Agoda Proud Express, một loại chứng nhận đặc biệt giúp tăng cường tiếp thị trên trang web